Xin chào anh em và bà con. Chào mừng anh em và bà con trở lại xem video trên kênh Tuấn Ký Sự Nhà Nông 2. Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả. Anh em và bà con hãy để lại bình luận để cùng trao đổi về kỹ thuật nuôi dê. Mời anh em và bà con theo dõi video. Trong video hôm nay, mình tiếp tục trả lời các câu hỏi của anh em đã đặt ở trên kênh. Trong những video như này thì nó sẽ có rất nhiều thông tin, anh em hãy chịu khó xem. Lần lượt mình sẽ trả lời các câu hỏi. Thì để cho video không dài quá, mình sẽ trả lời trong phạm vi khoảng 10 đến 12 phút. Anh em chịu khó theo dõi. Câu hỏi số 1: cho dê ăn lá xoan ta hay là lá xoan đào? Thì cái lá xoan ấy là con dê nó rất thích ăn. Theo mình quan sát thì là có thể nói là món khoái khẩu nhất của dê là lá xoan. Thì xoan ta dê nó cũng ăn, xoan đào dê nó cũng ăn. Nhưng mà thông thường thì lá xoan ta là dê nó ăn mạnh hơn, nó ham ăn hơn. Và bạn cũng còn hỏi là trồng xoan để lấy lá cho dê thì có được không? Thực ra thì cái cây xoan ấy là cái mùa nóng, mùa khô ấy, à mùa mưa ấy, thì nó phát triển rất là tốt, lá có. Còn đến cái mùa khô hoặc là mùa rét ở ngoài phía Bắc này, mùa đông ấy, thì là xoan không có lá. Nên là ta trồng để lấy lá cho dê thì nó không khả thi lắm. Ta chỉ lấy ở những cây có sẵn là ta sử dụng cho dê là hợp lý nhất. Còn trồng thì ta trồng các cây khác, ví dụ như cây mít này, rồi cây cỏ vân vân, các loại khác thì nó lá nó nhiều hơn thì ta sử dụng nó hiệu quả hơn. Câu hỏi số 2: lá vông tươi dê ăn có được không? Thì được các anh em nhé. Lá vông hay là bất kể một loại lá gì, nếu như dê nó thích ăn thì đều ăn được cả. Ở đây là mình nói với anh em rằng là dê chăn thả hoặc bán chăn thả, ta cứ để ý xem nó ăn loại gì thì là ta cứ cho nó ăn. Con dê nó có thể ăn được hàng vài trăm loại lá. Tuy nhiên là có một số cái loại lá thì ăn nó không tốt cho dê, và con dê nó cũng không phân biệt được. Ta thả thì nó vẫn ăn. Ví dụ như lá lim chẳng hạn này, rồi một số các loại lá khác nó có độc. Đấy, ví dụ lá ngón con dê nó cũng ăn, nó cũng không chết. Nhưng mà một số lá như lá lim chẳng hạn là ăn vào nó rất dễ bị ngộ độc, nó dễ bị chướng hơi, sình bụng. Cho nên là anh em lưu ý là tránh một số lá đấy. Hoặc là những cái lá như mình đã chia sẻ trong cái video là hai loại lá đấy. Lá nó giống nhau nhưng mà ăn vào thì một loại tốt, một loại không tốt. Còn lá vông thì dê ăn bình thường, không có gì cả. Cũng giống như mình nuôi thỏ, mình hay cho ăn lá vông. Thì con dê nó ăn được là tốt, không sao cả. Câu hỏi số 3: một bạn muốn mình quay chi tiết con đực giống nhà mình để bạn ấy xem. Thì hẹn các bạn là mình sẽ ra một video nhá. Nó cũng chả được đẹp đâu, con đực nhà mình ấy cũng cùi cùi thôi. Nhưng mà rồi mình quay, và nhân tiện mình quay con đực thì mình nói sơ qua luôn về cái việc chọn giống anh em nhá. Chọn giống đực ấy, mời anh em chờ và tham khảo cái video đấy. Câu hỏi số 4 là một bạn nói rằng nuôi dê bằng sữa ngoài thì toàn thất bại. Thực ra mà nói thì nuôi bằng sữa ngoài là một cái việc vạn bất đắc dĩ thôi thì mình mới nuôi. Còn thực ra con dê nó không thể phát triển bằng như nó bố mẹ nó được. Tuy nhiên là nếu mà anh em mà cho uống sữa đầy đủ, đảm bảo và đúng cái hướng dẫn, đúng cái tỷ lệ và cho nó uống no thường xuyên, và cộng thêm là cái chế độ chăm sóc, thỉnh thoảng tiêm cho nó một liều thuốc bổ, thuốc dạng Catosan ấy, để nó tăng cường cái biến dưỡng, bổ sung thêm các vitamin, thì con dê nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Tất nhiên là cái mức độ lớn nó không thể lớn bằng cái con dê bố mẹ được. Và trước đây mình cũng đã chia sẻ một video đấy, mình đã nuôi một vài con như vậy, cái vạn bất đắc dĩ, và nó cũng sống được, phát triển được, đến lúc xuất chuồng được. Nhưng mà thực ra vẫn phải khẳng định với anh em rằng không thể bằng do nó bú sữa mẹ được. Câu hỏi số 5: dê bị mụn mọc ở cổ thì chữa như thế nào? Cái mụn nhọt, mụn bã đậu ấy thì nó rất đơn giản thôi. Anh em cứ để nó vỡ ra, rồi anh em dùng cái thuốc sát trùng rửa sạch, dùng con nhộng đỏ bôi vào, con nhộng đỏ hay gọi là thuốc chống lao của người đấy, bôi vào thì nó sẽ khỏi.
không có gì mà anh em phải lo lắng cả, cái bệnh này không có nguy hiểm đâu. Và anh em mà có thời gian ấy, thì anh em vào trong kênh, anh em xem cái video dê bị mụn nhọt đấy, mình đã làm rất là cặn kẽ, anh em chỉ việc làm theo và bảo đảm là khỏi, không có gì nguy hiểm cả khi mà con dê bị mụn nhọt. Câu hỏi số 6, dê bị cầu trùng biểu hiện như thế nào? Thì cái biểu hiện của dê cầu trùng ấy, và cách chữa vân vân thì mình đã có một video ở trong kênh rồi. Anh em có thể chịu khó vào kênh xem. Tuy nhiên mình cũng nói nhanh với anh em này. Dê bị cầu trùng thì nó có biểu hiện là kém ăn, đau bụng. Biểu hiện nó thể hiện đau bụng là nó hay ưỡn lưng. Rồi lúc thì nó nằm xuống một chút nó lại đứng lên. Tức là thường xuyên đứng lên nằm xuống và có kêu la. Phân ban đầu thì nhão rồi chuyển thành loãng. Giống như kiểu tiêu chảy ấy. Phân xanh rồi chuyển sang hơi vàng. Và con dê sẽ gầy đi, sẽ sút, sa sút, thể trạng sẽ kém, ăn kém và có thể chết. Cho nên là anh em nên phòng cầu trùng. Ở trong kênh mình có cả cái video phòng cầu trùng rồi. Lúc khoảng 7 đến 10 ngày tuổi là ta sẽ phòng cho nó. Chúng ta sử dụng thuốc phòng cầu trùng cho lợn ấy cũng được, ta nhỏ cho nó mấy giọt. Nhìn chung là anh em chịu khó vào kênh xem. Trong kênh là có đầy đủ. Còn nếu nó bị rồi thì ta điều trị, ta sử dụng một số thuốc đặc trị cầu trùng và một số thuốc bổ trợ cho nó. Nếu nó sốt thì ta phải hạ sốt, kết hợp điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì ta sẽ chữa được con dê. Và mình nhắc lại là anh em chịu khó vào kênh, xem kỹ các video về cầu trùng thì ta sẽ hiểu rõ về bệnh này. Câu hỏi số 7. Dê 35 kg, dê Bách Thảo mà đã nuôi thêm 2 tháng nữa vẫn không động dục thì có nên tiêm thuốc để kích thích hay không? Cái dê Bách Thảo mà đã 35 kg thì chắc chắn là nó cũng phải độ 8, 9, 10 tháng rồi. Thì tầm này chắc chắn là phải động dục rồi. Thì anh em để ý xem, thứ nhất là nó bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tuổi rồi. Nếu như nó khoảng 8 tháng trở lên mà chưa động dục thì có thể nó động dục muộn. Ta theo dõi thêm 1-2 tháng mà thấy nó không động dục thì khả năng là nó đã có vấn đề về đường sinh sản, hoặc là nó có hiện tượng bị trơn, như miền Bắc gọi là trơn, còn miền Nam hay gọi là bị nân ấy, gọi chung là nân ấy, thì là nó sẽ không động dục được. Cho nên là anh em điều chỉnh lại chế độ ăn cho nó, tiêm cho nó khoảng 2-3 mũi ADE, cái vitamin ADE ấy, để nó phát triển cái hệ sinh sản của nó. Còn về thuốc kích thích thì anh em không nên sử dụng nhá, bởi vì sử dụng nó sẽ không hiệu quả, cực kỳ không hiệu quả. Nhà mình cách đây khoảng độ 5 6 năm gì đấy đã sử dụng rồi. Mình tiêm mấy con cơ, 5 6 con mà kết quả là đậu được có 2 con thôi, còn những con khác là không đậu. Và nó không đậu, nó cũng không động dục lại ngay sau chu kỳ khoảng 20 ngày, mà nó lại cứ ở như vậy, đến khoảng 3 tháng sau thì nó lại động dục lại. Và như vậy là làm cho chúng ta vừa mất lứa vừa không chủ động được trong chăn nuôi. Cho nên là chúng ta muốn nó động dục chỉ bằng cách bổ sung ADE. Còn nếu con nào đã không động dục được và nó quá lớn đủ tuổi rồi vẫn không động dục thì ta nên chọn con khác, ta nên thải thôi. Đấy là cái việc bình thường trong cái chọn lọc để chăn nuôi dê. Như vậy là mình đã chia sẻ đến anh em 7 câu hỏi rồi. Và thời lượng chắc là cũng đã tương đối đủ. Cho nên là mình dừng ở đây. Mình sẽ trả lời các câu hỏi khác trong video tiếp theo. Anh em theo dõi. Và nếu có thắc mắc, có yêu cầu gì, có câu hỏi gì, anh em cứ để lại ở dưới kênh. Mình sẽ trao đổi với cái khả năng hiểu biết của mình. Anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Chúc anh em chăn nuôi hiệu quả.